đang đi dạo. Nay nắng đẹp quá mọi người. Đi. Bên kia có bò quá trời kìa. Ôi quá trời bò luôn mọi người. Thấy bò anh đố em chứ con bò nó đang nghĩ cái gì á, nó ngoài nó đang nghĩ cái gì đó. Nó đang nghĩ gì ai biết. Em nói thử coi. Thì chứ anh đang nghĩ gì? Anh đâu có nghĩ gì đâu. Anh không biết cho nên anh hỏi em. Thì đố em con bò nghĩ gì? Chứ sao em biết được nó nghĩ gì? Trời. Em nói đi đẹp coi quá. Coi nó đang nghĩ cái gì. Quá đẹp luôn. Anh cho anh nói em nghĩ giúp con bò hả? Anh nói em có suy nghĩ giúp con bò hả? Trời ơi, tôi đâu có ngu. Tôi đâu có ngu bị bắt lừa. Trời ơi. Anh đang nghĩ gì? Không, anh chỉ nghĩ là không biết em nghĩ gì với mấy con bò thôi. Quỷ yêu ông, quỷ dịch. Đẹp quá. Ôi cảnh đẹp nè anh. Em quay cảnh nè. Ồ như thiên đường luôn á, nhìn nè. Quá đẹp. Hết bò rồi. Hết bò. Hết suy nghĩ cho bò rồi. Ok, bye bye mọi người. Bye bye.